Tinovista TV giới thiệu bộ phim Võ Thần Tôm Đại Đường. Ta dựa vào sức lực của mình và vợ Tương Thành còn giết chết vị tướng mạnh nhất của Đột Quyết, vượt ngàn dặm giải cứu Đức Dương, tiêu diệt quân đội Đột Quyết, ly thế dân phong ta là Định Bắc Hầu. Tuy nhiên các quan nói rằng ta đi ở rể có địa vị thấp, không xứng được phong hầu. Tập 18. Con trai của lão Việt Quốc Công, cháu trai thầy giáo ta Định Bắc Hầu của Đại Đường, làm sao có thể luôn gắn mác đi ở rể cơ chứ? Nếu để cho các tướng sĩ trong thiên hạ biết anh hùng của họ luôn đi ở rể, điều này sợ sẽ làm lạnh lòng các tướng sĩ thiên hạ. Bệ hạ thần cũng cảm thấy thân phận ở rể này của Định Bắc Hầu có chút không thích hợp. Bùi Công và Cao Công hai ông quyết tâm muốn cho hai đứa trẻ này ly dị à? Các ông có nghĩ nếu ly hôn thì Huyền Nhi sẽ như thế nào? Các vị thúc bác, đừng cãi nhau nữa. Lý Huyền nói vài câu được không? Huyền Nhi đây không phải là nơi con nói chuyện, con đi ra ngoài đi. Phụ thân, chuyện này dù gì cũng là do con gây ra, thì cũng nên để con kết thúc nó. Con biết phụ thân muốn tốt cho con, nhưng lòng tốt mà phụ thân đối với con thật sự không muốn nhận. Con và huynh ấy vốn không có duyên không phận, hai người chúng con là người xa lạ, dù bị ép buộc bên nhau, cuối cùng cũng sẽ không hạnh phúc, chỉ làm cho nhau đau khổ. Bụi về bụi, đất về đất, mọi thứ nên chấm dứt rồi. Bệ hạ, các vị thúc bác, xin đừng cãi nhau nữa. Cưỡng cầu không có được hạnh phúc. Chàng ấy không phải là người chồng lý tưởng của con, và con cũng không phải là người vợ hiền trong trái tim chàng ấy. Con và chàng không có duyên phận. Phụ thân cháu chỉ có một đứa con gái là cháu. Lý gia cần cháu tiếp tục hương hòa cháu, không thể gả đi nhà khác. Mà chàng ấy là con của lão Việt Quốc Công, hơn nữa còn có công lao to lớn cho Đại Đường, bây giờ còn được phong hầu. Càng không nên vì ở rể. Nếu đã không có kết quả, sao lại ép chúng cháu ở bên nhau làm gì? Chi bằng là viết giấy ly hôn giải thoát cho nhau. Cháu tiếp tục làm tiểu thư của Lý gia, tiếp tục hương hòa cho Lý gia, trang làm Định Bắc Hầu của chàng, tiếp tục hương lửa cho La gia. Xin bệ hạ mời ba vị trưởng lão viết giấy ly hôn, trả tự do cho chúng thần. Lý Nhị nhìn Lý Uyển, lại nhìn về phía Lý Tính cách đó không xa. Được, nếu đã như vậy, trẫm sẽ xin ba trưởng bối viết thư ly hôn cho hai người. Tạ long ân bệ hạ. Trong Đại Minh Cung, khi ba trưởng bối viết xong giấy ly hôn, Lý Uyển không có chút do dự nào ký tên của mình. Cuối cùng cũng đi lên, cũng ký tên của mình lên đó. Từ đây, hai người không còn quan hệ gì nữa. Chào mừng hầu gia Khải Hoàn trở về phủ, mời hầu gia nhảy qua thau lửa. Tướng quân về nhà, thần lửa phù hộ, vong hồn tránh xa. Đây không phải lần đầu tiên Hà Tông trở về từ chiến trường, chỉ là trước kia khi chiến thắng trở về, bị để ngoài cổng nhà Ngụy Quốc Công, nên nghi lễ đón tướng quân trở về nhà này hẳn rất lạ lẫm. Ta hỏi cháu, lần này xuất chinh đánh được bao nhiêu quân địch? Hồi bẩm bà, con đánh trận trên Thảo Nguyên, trong Tương Thành chém 8.000, ngoài thành giết 12.000 quân địch, Đức Dương chém hơn 10.000 quân địch, tổng cộng giết hơn 30.000 quân địch. Tất cả đều kinh ngạc. Phải biết những thế tử bằng tuổi với Hà Tông vẫn còn vui chơi ở đấu trường hoặc thanh lâu, mà hắn đã ra trận giết địch, còn giết được mấy vạn quân địch nữa. Ra trận giết địch, định ba ngàn quốc, chọn vẹn trung hiếu. Tổ tiên dưới suối vàng cũng vui mừng khôn xiết. Bà Đậu Hiến tự tay tháo giáp cho Hà Tôm. Ăn tối xong, Hà Tôm về phòng của mình, nô tỳ xinh đẹp trong phòng nhìn hắn. Vươn ngàn dặm chiến đấu, giết hàng chục ngàn địch, tay anh ta dính biết bao nhiêu máu tươi. Trong người bị dồn nén quá lâu, cần phải xả ra, giọng nói uyển chuyển trong phòng vang lên. Rất lâu mà không ngớt. Tước gia, thái tử tới. Thay quần áo cho ta. Trước tiên, phải chúc mừng người phong hầu thành công. Từ nay cả chép đã vượt vũ môn, đa tạ thái tử điện hạ. Bây giờ, ta nói chuyện chính nhé. Nhưng bệ hạ và nương nương có ý chỉ, tung tán cản bố nước Thổ Phồn năm hôm trước phái sứ giả đến Trường An muốn kết duyên cho hai nước. Bệ hạ có suy nghĩ gì? Có phải là định chọn ở Tông Thị Nội một cô gái làm công chúa để kết hôn với vua Thổ Phồn? Tung tán cản bố yêu cầu lấy công chúa Trường Lạp. Dựa vào hắn là thứ gì cũng xứng xin cưới Trường Lạp muội muội của ta. Hắn xứng sao? Lần này mẫu hậu sai ta tới hỏi ngươi xem có kế sách gì không? Hoàng hậu hỏi thần một vấn đề khó đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Trường Lạp bị gả về Thảo Nguyên làm vợ cho những tên thổ dân hôi hám sao? Thần đương nhiên là không muốn. Bệ hạ cân nhắc chuyện này là bởi vì ngài ấy muốn chiếm toàn bộ Thảo Nguyên phương Bắc và cả Cao Câu Ly nữa. Và trong cả quá trình này, ngài ấy cần ổn định Thổ Phồn. Khi Đại Đường khai chiến với bốn bên thì Thổ Phồn sẽ không tấn công Đại Đường. Nếu thần đoán không sai, không quá một năm nữa sẽ có một cuộc chiến giữa Đại Đường và Thổ Phồn. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chuyện kết hôn không kéo dài được lâu đâu. Chuyện này để thần suy nghĩ thêm. Trong lúc này cũng không thể nghĩ ra bất kỳ đối sách tốt nào. Sau khi tiễn Lý Thừa Cán về, Hà Tông quay trở về thư phòng. Lão quỷ, chuyện này ngươi nghĩ sao? Chủ nhân, chắc là ngài đã có ý tưởng rồi. Ta phản đối Đại Đường và Thổ Phồn kết hôn, ta cũng không muốn công chúa Trường Lạc cả về Thổ Phồn. Xem ra, chủ nhân có cảm tình với công chúa Trường Lạc rồi. Chỉ là cho dù công chúa không lấy chồng xa, thì đương kim bệ hạ cũng sẽ không gả cho hầu gia đâu. Những cái này, ta đều hiểu, chúng ta tạm thời không nói chuyện này nữa, chỉ nói chuyện Thổ Phồn tới cầu hôn. Đại Đường và Thổ Phồn kết hôn, trên thực tế mà nói, cũng có lợi ích đối với chủ nhân đấy. Nhưng ta không muốn nhìn thấy Đại Đường và Thổ Phồn kết thân.
Chuyện đại đường và thổ phồn kết hôn nhất định phải xảy ra. Cái này không ai có thể thay đổi được. Cho dù hai bên xảy ra chiến tranh, cuối cùng vẫn phải quay lại con đường kết hôn này. Ta không quan tâm đại đường và thổ phồn có kết hôn hay không. Chỉ cần không phải công chúa Trường Lạc là được. Cái này đơn giản, chỉ cần hai bên nổ ra một trận chiến lớn. Sau đó đại đường hoàn toàn đánh bại thổ phồn, làm cho hắn không có tư cách thương lượng. Đến lúc đó mọi thứ sẽ đơn giản thôi. Sai người đến Tùng Châu để mắt kỳ đến Thảo Nguyên cho ta. Nếu như một khi phát hiện sứ giả của thổ phồn xuất hiện, giết ngay tại chỗ. Vâng chủ nhân, sáng sớm ngày hôm sau đã có người đến nhà. Chỉ một buổi sáng, mang theo sát và quà tặng liền đưa đến mấy chục chiếc xe lớn. Cảm ơn các vị, hôm nay đã đến, chén rượu này, Hà Tông kính các vị. Định Bắc Hầu vì đại đường ta tắm máu quân giặc lập công lao to lớn, bổn vương kính ngài một ly. Ngụy Vương Lý Thái dẫn đầu, sau đó mọi người cũng náo nhiệt lên. Trong bữa tối, mọi người đều lo lắng, còn nhân vật chính Hà Tông không thể tránh được bị người khác chúc rượu. Đến khi hoàng hôn, mọi người đều say cả rồi, chỉ còn lại Trình Sở Mặc và Trình Sở Lượng. Đi, đến Hồ Nguyệt Lâu, tối nay chúng ta uống tiếp. Phải, đến Hồ Nguyệt Lâu, trừ uống như này có ý nghĩa gì chứ? Đến Hồ Nguyệt Lâu tìm các cô nương đi. Được, đến Hồ Nguyệt Lâu, chúc mừng Định Bắc Hầu, Phong Hầu thành công, cảm tạ công tôn ma mà nhé. Hôm nay các vị muốn ở trên lầu hay dưới lầu? Tầng 2, hôm nay chỉ uống rượu vui vẻ, không làm thơ. Vậy được ạ, các vị, mời lên lầu. Chúc mừng Định Bắc Hầu, ngửi mùi hương nhẹ nhàng đó. Hà Tông hơi lim dim mắt lại, có lẽ là tác dụng của rượu. Lúc này, trong lòng hắn, không nhịn được rồi, sinh ra một tia thôi thúc hắn. Mộng cô nương, cô có muốn rời khỏi Hồ Nguyệt Lâu không? Sống cuộc sống của người bình thường. Nếu muốn, ta sẽ giúp cô chuộc thân. Có thể gặp gỡ và làm quen với công tử đã là may mắn của cuộc đời này. Không dám hy vọng xa với có thể cả đời ở bên cùng công tử. Tại hạ đường đột quá, cô nương đừng trách nhé. Đinh Bắc Hầu, mau tới đây xem đi, mấy vị tiểu công gia đánh nhau với người ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Các bạn có thể tạo động lực cho kênh bằng cách đăng ký, theo dõi, thả tim và cày lượt xem tại YouTube, TikTok. Ủng hộ cho chủ kênh Ly Trà Sữa để có động lực ra thêm nhiều tập phim nữa nhé.